make up cho ngoại kỷ niệm ngày cưới. Lại là Mai Fan đây, hello cả nhà. Hôm nay thì mình đang make up cho cô chú chụp ảnh kỷ niệm ngày cưới. Khi make up mà ở những làn da tuổi các bà các mẹ thì điều mình chú trọng nhất chính là lớp nền cần phải thật là mỏng mịn, dặn thật kỹ những vùng khóe mắt và khóe mũi, lớp nền vùng đó cần phải thật mỏng để không bị hằn nếp nhăn. Má hồng nên nhẹ nhàng, sau đó phủ phấn và xịt phích lại lớp make up để giữ được lâu trôi. Đối với đôi mắt của người lớn tuổi thì mình nên tập trung vào những tông màu trầm và nhấn sát chân mi. Nếu có gắn mi giả thì hãy chọn lông mi thật là nhẹ nhàng và chủ yếu là kích mí để đôi mắt không bị sụp nha. Các đường kẻ eyeliner thì cần hết sức nhẹ nhàng để giữ lại nét tự nhiên cho các bà các mẹ. Điểm nhấn sẽ được tập trung vào đôi môi, mình lựa chọn một tông màu đỏ trầm để cân đối lại các nét trên khuôn mặt của cô. Đây, phần này là phần mà chúng mình rất là ngưỡng mộ này. Cô chú mặc dù là đã ở tầm tuổi 60 hơn rồi, thế nhưng ánh mắt mỗi khi chạm nhau giống như bọn trẻ tụi mình đang tán nhau vậy đó. Đây là lần làm việc thứ hai của mình với cô chú rồi. Cô chú thì sinh sống ở bên Mỹ cơ, chứ không ở Việt Nam. Nhưng mà mỗi khi mà về Việt Nam thì cô sẽ gặp mình để make up và chụp, lưu giữ lại những cái khoảnh khắc của hai cô chú. Và cô nói rằng là trời ơi, bên Mỹ cô chụp nó không có đẹp nên cô rất là thích phong cách của con. Lại một khoảnh khắc nữa mà tuổi trẻ chúng mình cần phải học tập cô chú đây nè. Cô ngỡ ngàng vì không biết là mình đã đặt máy quay khúc này. Mình cũng ước gì tuổi trẻ của bọn mình sau này bằng cô chú mà vẫn tình cảm được như thế này.